Xin chào cộng đồng bóng bàn trên thế giới. Giữa lúc đại dịch Covid đang hoành hành, tất cả chúng ta dù ở bất cứ quốc gia nào cũng đều gặp khó khăn. Nhưng tôi, Tý Long vẫn luôn cố gắng đóng góp công sức vì cộng đồng. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách dễ dàng nhất để đỡ hoặc trả lại cái cú giao bóng xoáy ngang có lắc thuận tay. Từ cơ bản đến nâng cao và các kỹ thuật của các ngôi sao thế giới, và đặc biệt là có phần sáng tạo của riêng tôi. Cách cơ bản nhất để đỡ cú giao bóng xoáy ngang con lắc thuận tay này là gì? Khi bóng bung sang phải thì điều đầu tiên, bóng sang bên trái hay bên phải của các bạn thì chúng ta phải tìm cách chắn cái hướng bung sang bên phải ha. Thì khi trái bóng sang bên trái thì cán vợt các bạn phải đưa ra, đưa về phía trước ha. Chúng ta chắn cái hướng bung. Và khi sang phải
thì chúng ta là gì? Hướng cái mặt vợt cũng là chắn cái hướng bung lại. Và các bạn có để ý không? Lúc này chúng ta chắn ngược xoáy lại là khi trái bóng đối thủ là tiếp xúc ở điểm 3 giờ ở mép này của quả bóng, thì khi chúng ta đỡ thì chúng ta cũng tiếp xúc đúng ngay cái điểm tiếp xúc của đối thủ, thì chắc chắn thì trái bóng sẽ vào bàn rất là dễ dàng. Chúng ta sẽ sử dụng bước đơn, bước một bước chân phải lên để đỡ, khống chế và xử lý tấn công những cái quả giao bóng xoáy ngang thuận tay của đối thủ. Chỉ trong trường hợp đối thủ giao bóng xoáy ngang sang góc xa sang bên trái thì lúc đó chúng ta mới sử dụng đến chân trái ha. Thì các bạn lưu ý rằng hầu hết tất cả các trường hợp chúng ta đều sử dụng chân phải. Khi các bạn đã hiểu rõ và khống chế được xoáy ngang thì các bạn có thể tấn công hoặc là đa dạng sáng tạo ra những cái cách xử lý để gây khó khăn và tạo ra cái bất ngờ lớn hơn cho đối thủ. Khi các bạn muốn trở thành một vận động viên giỏi hay thành một cao thủ trong làng bóng bàn thì các bạn phải biết trả ngược xoáy của đối thủ giao sang. Họ giao xoáy gì bạn trả hết xoáy lại cho họ. Khi đối thủ giao bóng dài sang hai góc thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật giật trái và giật phải, giật thuận tay. Nhưng các bạn lưu ý rằng là khi giật thì chúng ta phải giật ở hai tiếp xúc ở hai bên hông bóng nha. Thì các bạn nhớ là khi chúng ta dù đỡ, khống chế, xử lý hoặc tấn công cái quả giao bóng xoáy ngang thuận tay của đối thủ thì dù ngắn hay dài thì chúng ta đều phải tiếp xúc ở hai cái bên hông bóng. Các bạn vận động viên của tôi đã thực hiện những cái kỹ thuật này rất tốt và tôi đã giúp cho rất nhiều người thực hiện tốt cái kỹ thuật này. Là các bạn cần tôi hướng dẫn chi tiết hơn thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại hoặc là ủng hộ tôi qua đường link PayPal hoặc qua số tài khoản. Thank you.
Để đối phó với lối chơi một càng là chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật ngắn phải, dài trái. Trying to stay a little bit closer to the table, play a little bit faster than Marlon. Marlon's happy to. Cách thứ hai là chúng ta sẽ xử lý thẳng sang bên phải, sẵn thẳng sang góc trống của đối thủ. Để đối phó với lối chơi hai bên thì chúng ta xử lý thẳng ngay cái đường thẳng giữa bàn, tất cả mọi xử lý của chúng ta đều ngay đường trắng ở giữa bàn. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy ủng hộ tôi qua đường link PayPal hoặc là mua dụng cụ bóng bàn, vợt mốt bóng bàn, hài áo chất lượng cao và giá thành rất là tốt, và đang có chương trình, nhiều chương trình là khuyến mãi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chúc các bạn là thật nhiều sức khỏe và vượt qua đại dịch Covid. Xin chào tạm biệt các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.